Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình rất vui được gặp lại các bạn trong video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhân vật trong chuyện cổ tích. Đó là câu chuyện, đó là nhân vật Tấm trong câu chuyện Tấm Cám. Thank you.
làm nhân vật cô Tấm trong chuyện Tấm Cám. Và video của tôi đến đây là hết.